ngày hôm nay Gru tham dự một cuộc họp lớp tại trường trung học cũ và gặp lại kẻ thù không đội trời chung khi còn học chung dưới mái trường Passbon là Lehman. Trong buổi lễ, Lehman còn khịa rằng Gru trước đây muốn trở thành một ác nhân, nhưng có vẻ như ước mơ đó đã tan thành mây khói. Không những thế, hắn còn body shaming của Gru. Hắn cũng không quên khoe cô người yêu Valentina mà ngày xưa hát girl nhất trường. Sau đó hiệu trưởng bắt đầu tập trung để trao cúp cho cựu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất năm đó là Lehman. Gru nghe xong hú hồn. Lehman tâm sự về tuổi thơ của mình rất sợ rắn, nhưng anh hào hứng tiết lộ rằng bản thân đã khám phá được điều kỳ diệu của nó và hợp thể với rắn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu mới. Lehman gồng cơ đích thích cơ mông xé tan chiếc áo để lộ thân hình con rắn của mình. Ba đặc vụ chuối vàng cũng không quên làm theo, nhưng mà nó lạ lắm. Dưới sự ngông cuồng của Lehman, Gru đã công khai sẽ bắt hắn vì anh là đặc vụ của AVL. Lehman lập tức tấn công Gru nhưng anh né được hết, để không làm mất thời gian Gru gọi cứu viện tới. Thấy bạn trai mình bị bắt, Valentina chọn cách sủi là an toàn nhất. Hận thù chồng chất cộng thêm lần làm vẽ mặt này của Gru, Lehman không quên hẹn ngày trở lại trả thù. Gru trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ngoài ba cô con gái Gru nhận nuôi trước đây, Margot, Edith, Agnes thì nay anh đã trở thành bố của một nhóc tỷ nữa, đó là Gru Junior. Gru sống cuộc sống hạnh phúc cùng cô vợ đặc vụ Lucy và các con của mình. Thế nhưng tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra khi mối quan hệ giữa Gru và con trai không mấy tốt đẹp. Đứa bé tỏ ra quấn quýt khi được ở gần mẹ, còn khi ở với bố thì kỳ thị ra mặt, dù đã cố gắng tỏ ra là ông bố của năm, chiều chuộng đứa bé nhiều nhất có thể. Nhưng Gru cũng đành bó tay và phải nhờ sự giúp đỡ của các Minions. Các cậu chuối có vẻ ngáo ngơ và hay gây rối, nhưng về khoản chăm sóc em bé lại làm rất chi là ngon lành. Chợt Seros đến thăm gia đình Gru và đưa ngay cho anh xem đoạn video mà Lehman gửi lời tuyên chiến với anh. Gru nghĩ rằng hắn không thể thoát khỏi nhà tù đó, nhưng không, hắn đã trốn khỏi nhà tù ngày hôm qua. Trước tình thế nguy hiểm đó, Seros đề nghị chuyển gia đình Gru đến một ngôi nhà an toàn ở thị trấn Mayflower. Lũ trẻ nghe tin này mà mặt xị cả ra, chúng không muốn phải xa nhà và bạn bè. Nhất là cô bé Agnes vừa mới làm quen với người bạn dê Lucky mà bố lại bắt đi đến nơi khác sống. Mặc dù biết các con buồn bã, Gru vẫn nhất quyết nghe lời sếp rời khỏi đó để đảm bảo an toàn cho vợ và các con. Từ hồi Gru trở thành bố bỉm sữa tới nay, các Minions cũng thất nghiệp theo luôn, chẳng còn những phi vụ động trời để làm như trước. Chúng kéo nhau cả lũ bắt xe khách đi quẩy, xui cho các anh bạn chuối lần này gặp phải bác tài khó tánh, nghiêm khắc yêu cầu các cậu chuối phải giữ trật tự trên xe. Ổng nói vừa dứt câu thì chúng nó quẩy tiếp, đúng kiểu ai chửi mắng thì ta giả điếc. Quẩy trên xe xong, các cậu chuối kéo nhau ùm ùm xuống xe lôi, luôn cả bác tài đi quẩy theo. Bên này, sau chuyến đi xa đến thị trấn Mayflower, Gru đã đến được ngôi nhà nhỏ xinh của tổ chức dành cho mình. Anh vui mừng cùng gia đình nhận nhà mà không biết, ở phía nhà đối diện có cô bé đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Vừa vào nhà, ai nấy cũng đều háo hức ngắm nghía mọi thứ, riêng Seros vẫn đang nhiệt tình nhắc nhở họ về mọi tình huống xấu có thể xảy ra, cách để phòng tránh, và họ vẫn được bảo vệ dưới vòng tay của tổ chức. Seros đưa cho gia đình Gru những tờ giấy có liên quan về thân phận mới của họ ở thị trấn này, bao gồm những công việc được ông sắp xếp, ba cô con gái cũng được đặt tên mới và học ở trường mới. Ai nấy cũng đều háo hức trừ Gru, anh có vẻ không mấy hài lòng với điều này, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người. Chuyển cảnh sang một xe rác ở thành phố, có một con rắn đội nón, với vẻ mặt đáng nghi, quan sát xung quanh rồi chạy thật nhanh xuống cống. Con rắn đi đến một nơi bí mật mà đó chính là hang ổ của Lehman. Sau khi được bạn gái cứu ra khỏi tù giam, Lehman lập ra một buổi livestream hoành tráng giới thiệu cho fan rắn biết về phát minh vĩ đại siêu cấp vũ trụ mới của mình, một thiết bị có thể biến con người trở thành con lai giữa người và rắn, mà mục đích của phát minh là muốn nhắm đến đứa con trai của Gru. Đồng loạt lũ rắn vỗ tay ăn mừng cho phát minh mới này. Hắn còn lấy ra một bản thảo về chiếc tàu bay hình con rắn có 102, còn đập bàn thề thốt phải để Gru trả giá. Vào buổi sáng, Gru chuẩn bị đưa các con đi học thì anh gặp hàng xóm mới của mình Perry và cô bé hàng xóm tuổi teen Poppy với nụ cười xảo quyệt. Song song với câu chuyện lẩn trốn của nhà Gru, thì tại AVL, nhóm Minions đang học sử dụng các loại vũ khí, kính mắt có chức năng nhìn xuyên thấu, huấn luyện chó cắn trộm thì thành chó cắn chủ, sử dụng súng móc neo, nhưng mà nó lạ lắm. Seros, cựu giám đốc của Liên minh chống phản diện, đã tiến hành thí nghiệm bí mật, ông 5 người xung phong làm thử nghiệm này mà hồng ai dám lên. Cuối cùng 5 người đứng đầu bị cả nhóm quay lưng lùi, về phía sau nhường lại nhiệm vụ cao cả này. Sau đó họ thử nghiệm một siêu huyết thanh mới trên 5 anh bạn chuối vàng, thí nghiệm tăng cường siêu năng lực theo sáng kiến Mega Minions, đã tạo ra những chủng thể Minion biến dị sở hữu nhiều năng lực khác nhau. Chẳng hạn đây có kích thước biến đổi và trở nên mạnh mẽ, Mao sở hữu tia laser như vũ khí hủy diệt, Tim sở hữu siêu năng lực kéo dài cơ thể, Gas có cái đầu hình nón có thể bay, còn cơ thể của Jerry biến đổi thành kết cấu giống đá. Với sự thành công vang dội của buổi thử nghiệm 5 Mega Minions, ra đời mang trong mình siêu năng lực đặc biệt. Chuyển cảnh các thành viên trong gia đình của Gru đang tập làm quen với cuộc sống trong thân phận mới ở Mayflower. Edith và Agnes tham gia vào buổi luyện tập võ đầu tiên ở trường. Trong khi Agnes nhút nhát và bị ông thầy ăn hiếp, thì Edith lại hổ báo cáo trồn đánh cho ông thầy tơi tả. Lucy cũng có công việc mới ở tiệm làm tóc.
Làm đặc vụ đã lo Lucy khó khăn trong việc chăm sóc tóc của khách hàng, lóng ngóng tay chân vụng về, phút chốc cô đã phá hỏng tóc của khách, còn phá hủy luôn cửa tiệm. Tại một nơi nào đó, trong thành phố, một bàn chân rán khổng lồ từ dưới đất chui lên phá hủy mọi thứ. Đó là chiếc tàu bay hình con rán của Lehman chuẩn bị đến tính sổ với Gru. Công việc của Gru cũng không khá hơn mọi người là mấy, với việc phải đón Margot còn phải trông thêm đứa con trai siêu quậy của mình. Đứa bé sơ hở một chút là bày trò nghịch phá, rồi lại giả vờ ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra. Sống với thân phận mới chẳng dễ dàng gì với họ. Nửa đêm nửa hôm các ông thần Minions còn bày trò quậy phá, thì Gru phải đi dọn mớ rác. Khi đang vứt rác, Gru hết hồn con chồn khi trông thấy Poppy xuất hiện trong bóng tối. Poppy cũng là một nhân vật phản diện đầy tham vọng, từng ngưỡng mộ Gru qua những chiến công của anh trước đây, và muốn trở thành ác nhân giỏi hơn cả Gru. Tại AVL, nhóm siêu anh hùng xuất hiện trong niềm hân hoan của các Minions khác, nhưng cũng không quên tấu hề như mọi ngày. Về phía hai tên ác nhân đam mê rán họ đang bay giữa chừng, thì phải dừng lại trên đường đi để tiếp thêm nhiên liệu cho tàu. Lehman lôi ngay tấm thẻ đen ngân hàng cho vào cái máy nhưng nó không nhận, thế là hắn tức giận đi đến nói lý lẽ với quản lý. Ông quản lý bước đầu không chịu hợp tác nên đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cái máy và biến thành bộ dạng người không ra người, rán không ra rán. Lucy cùng với các cô bé đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi thì cô bắt gặp bà khách mà mình đã làm náo loạn hôm trước ở tiệm salon. Số đen đi đến đâu cũng gặp oan gia ngõ hẹp. Lucy cùng các con chạy lẹ khỏi đó, luống cuống như nào mà vẫn để cho bà ta phát hiện ra. Cô dùng mọi cách thoát khỏi bà khách, phóng lên xe như một cơn gió trở về nhà. Mặt khác, Poppy đã bí mật gửi giấy hẹn Gru đến ngôi nhà trên cây của mình, và khi Gru đến, cô bé lại chơi ác chỉ đưa mỗi hai cọng dây mỏng như sợi bún để Gru tự leo lên trên. Tại đây cô bé đe dọa sẽ tiết lộ thân phận thật sự của Gru cho mọi người biết, trừ khi anh giúp cô bé đánh cắp linh vật của trường Passbon. Con lửng mật Lenny mà cô bé thích là Nick, Gru đồng ý ngay và họ lên khinh khí cầu đến đó luôn. Sau những cuộc thử nghiệm cuối cùng, Seros cũng đồng ý cho 50 Gamians ra ngoài thử sức. Kẻ bay kẻ leo tường, riêng ông thần người đá này thì nhẹ nhàng đi xuyên qua. Năm đứa đồng loạt tung hô bắt đầu ra phố thể hiện siêu năng lực báo thù của mình, nhưng đến khi đứng trên cao thì ông nào cũng rén. Cả đám tụ tập lại bắt tay và không ngừng cổ vũ nhau đừng sợ bố con thằng nào hết. Đầu tiên năm đứa tìm thấy một vụ cướp táo tợn giữa phố. Gian xung phong làm anh hùng giải cứu, nhưng thay vì hạ gục tên cướp, anh lại đánh ngất xỉu luôn người dân vô tội. Trên tòa nhà cao, anh thanh niên xui xẻo gặp nạn khi đang vệ sinh tòa nhà. Gas bay ngang qua và có giúp đỡ nhưng không đáng kể. Thay vì cứu người thì anh lại chỉ giúp vệ sinh cửa kính rồi bay đi luôn. Cuối cùng cũng có một đứa làm cho ra hồn, sử dụng laser cứu thoát một con mèo trên cây, sau đó nhận nụ hôn từ bà chủ con mèo. Cậu quá khích chiếu tia tùng luôn náo loạn cả khu phố. Su cả na hơn tim đang thực hiện viễn cảnh cứu mọi người trên đoàn tàu mất phanh y như thần tượng trong phim Người Nhện. Dù đã đúng lý thuyết nhưng khi thực hành thì lại làm cả đoàn tàu văng vào tòa nhà, rồi là cứu người giữ trưa. Jerry thì tới gỡ bom hộ cảnh sát, cậu đút quả bom vào mồm khiến nó phát nổ cứu thành phố. Quên mất mình mắc chứng ợ sau khi ăn khiến khu phố náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cứ thế năm thằng báo hại mới ra phố có một ngày đã nổi tiếng đến mức cả phố ghét. Ông sếp phải đi tới đón mấy thằng vàng này về gấp ngay và luôn, chính thức thí nghiệm thất bại và sa thải bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Đêm đó, như nguyện vọng của Poppy, muốn Gru bất đắc dĩ đành phải vác theo Minions và đứa con trai thực hiện phi vụ lần này. Gru dặn đám Minions ở trên khinh khí cầu chăm sóc đợi họ quay lại. Với kinh nghiệm 30 năm làm ác nhân, Gru nhảy xuống ngôi trường một cách dễ dàng cùng đồ nghề của mình. Không ngờ anh lại lấy nhầm cái túi đồ bỉm sữa của con trai. Ngay sau đó, đám Minions cùng nhóc tì cũng đu dây xuống để thay tã làm khinh khí cầu bay mất. Gru cố gắng dùng những đồ linh tinh trong túi như ghim và núm tí để cắt cánh cửa kính lẻn vào. Cả nhóm sợ hú hồn suýt chút đã để cho ông bảo vệ trường phát hiện ra. Gru Junio vô tình đánh rơi chiếc núm vú xuống, may mắn Gru đã kịp thời túm lấy nó thoát một mạng. Cả nhóm đi tiếp liền gặp phải camera giám sát, hai Minions liền dùng chiếc tã để che nó lại. Sau đó Poppy sử dụng kẹp tóc để mở cánh cửa phòng hiệu trưởng. Đang định vào thì hông bé ơi, cái quan trọng nhất của trộm là phải cẩn thận trước những rủi ro có thể xảy ra. Gru liền lấy phấn rôm ra thì mới phát hiện trước mặt là một lớp laser. Đang suy nghĩ không biết làm gì tiếp theo thì Gru Junio đã bò vào từ lúc nào. Đang quắn hết cả lên thì Gru Junio lại bất ngờ chạm đúng nút tắt tưởng laser. Chuyện gì cũng phải đến tay tao hết á. Cơ mà được cái nó nhây cứ bật tắt khiến ông bố trầm cảm nhẹ. Bố đang bận lắm con trai à? Gru Junio liền tắt hẳn chiếc tường laser. Gru tìm thấy tượng con lửng mật và kéo cần gạt khởi động cơ quan mật đưa con lửng mật từ trên cao xuống. Thế nhưng con lửng mật này tính nóng như kem, phải tiêm trước cho nó một mũi thuốc mê. Nhưng con báo Gru con chưa gì đã mở. Gru dừng khoảng chừng 3 giây thì con lửng mật sổ ra. Gru giằng co với nó khiến cả cây kim đâm vào mông mình. Nó lao đến tấn công cả đám trong bộ dạng không thể nào đáng sợ hơn. Còn vô tình khởi động luôn chế độ phòng thủ khiến cảnh cửa đóng sầm lại. Poppy khó khăn chặn tiếng còi báo động từ cái tượng của bà hiệu trưởng lại, nhưng vẫn để cho bà ta phát hiện ra. Bà ta liền lấy chiến mã của mình để đi tóm tên trộm. Bên này Gru còn đang lẩn trốn thì nó cũng thù lù xuất hiện bên cạnh. Nó chạy đến tấn công nhóc tì, bất ngờ ăn phải món đồ trong tay đứa bé và trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Đến cảnh này thì lại trông dễ thương xỉu.
thuần phục con lửng mật xong cả đám trốn ra ngoài, bà hiệu trưởng đã đợi sẵn bên ngoài cùng đồng bọn bắt lấy họ. Trong khi người to tổ chẳng lại bắt thằng bé tí cõng, rồi thấy công bằng chưa? Bà hiệu trưởng bật chế độ nâng cấp xe dí theo cả đám tiếp. Ru dùng chân vỗ mông Minions chạy tụt quần. Poppy bị rơi khỏi ngõ cụt, may mắn Ru bắt được và kéo lên. Khi bà hiệu trưởng đang cố bắt họ, Ru bắn sữa vào mặt khiến bà ta đâm sầm vào vách tường. Cả nhóm may mắn trốn thoát. Cả nhóm siêu quậy ra khỏi trường ăn cắp, được con xe bay siêu xịn dùng nó trốn thoát khỏi trường trong vòng một nốt nhạc. Trở về, Poppy mừng rỡ với chiến công đầu của mình, không biết rằng trên cổ áo của lửng có chứa một thiết bị theo dõi. Hiệu trưởng Ubel xác định vị trí của Gru và liên lạc với Lehman, giúp bà ta lấy lại Lenny. Hôm sau Gru cùng vợ phải ra ngoài đánh tennis, sẵn tiện làm quen thêm mấy ông bạn mới để lũ trẻ ở nhà một mình. Lúc này Poppy đi ngang qua nhà và được lũ trẻ mời vào trong chơi. Ngược lại với Perry thì vợ anh Patsy lại tiếp đón hai vợ chồng nhiệt tình. Bên trong sân, Perry quyết tâm hạ gục đè bẹp tên Gru này. Đang chuẩn bị thì một Minions bước vào làm trọng tài. Perry đang định phát bóng thì bị thổi còi vì chân đã chạm vạch, muốn cãi nhưng làm sao cãi lại được với trọng tài. Cú đánh bóng lần hai cũng không qua lưỡi, tại sao, tại nó chứ sao. Cãi trọng tài thì cho ăn thẻ đỏ không trượt phát nào, chưa đủ thì cái thẻ này đủ chưa. Mặt khác ở nhà, một ông chuối báo bỏ hết túi bắp vào lò vi sóng, kết quả là cả cái phòng đầy bắp rang bơ. Lũ trẻ cùng nhau chơi đùa rất vui cho đến khi có một bà lão xuất hiện trước cửa. Poppy nhìn thấy bà ta liền đưa Lenny trốn đi. Bên này Perry vẫn đang bị hành, mà Minions hành chứ hổng phải Gru. Đúng lúc này Gru nhận được tin nhắn từ Mago cảnh báo về Ubel. Gru vội chạy đến tìm vợ, nhanh chóng trở về cứu lũ trẻ. Trên đường về nhà, Lucy báo động cho AVL biết rằng họ đang gặp nguy. Seros vội lệnh khẩn cấp triệu tập các Minions, đang nghĩ Gru trở về làm nhiệm vụ giải cứu Gru. Minions từ khắp mọi nơi mừng rỡ vội bỏ mọi thứ về giúp đỡ chủ nhân. Người thì đang chiêu chiêu ngoài biển, người thì đang làm bánh phô mai, người thì đang nuôi ong lấy mật, người thì chăn bò, trước khi đi còn không quên gửi nụ hôn. Người thì đang đi đánh bạc ăn tiền. Gru và Lucy vừa trở về, bà hiệu trưởng ép buộc Gru phải trả lại con lửng mật Lenny cho bà ta. Không đợi Gru đồng ý, bà ta liền tấn công và xảy ra một trận ẩu đả. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, cô vợ Lacey và đám trẻ cũng giúp bố mẹ tấn công một tay. Nhóc tỷ cũng thế, nhưng bất cẩn đứa bé bị đẩy ra bên ngoài. Cùng lúc Lehman và bạn gái cũng tìm đến nơi. Tưởng bắt cóc trẻ con không dễ mà thấy thế này thì dễ không tưởng. Tưởng nó hiền, Lehman liền bị nó cắn một cái và họ đã bắt cóc cậu bé. Sau khi giải quyết mâu thuẫn làm căn nhà rối tung lên, Lucy tìm kiếm con trai ở khắp nơi nhưng chỉ thấy mỗi chiếc xe của đứa bé. Gru phát hiện Lehman đang bắt giữ con trai mình, đưa lên tàu và rời đi. Lúc cấp bách, Poppy mang đến con tàu bay chở Gru đuổi theo Lehman. Mặc dù bị bắt nhưng nhóc Gru không hề sợ hãi, còn quậy đối thủ của ba một trận. Lehman tức giận quyết định biến nhóc tỷ thành gián. Poppy tiếp cận con tàu bay để Gru lấy đà nhảy qua bên đó rồi trượt chân suýt thì đi gặp các cụ. Anh bám vào đầu tàu một cách khó khăn. Bạn gái Valentina không thấy đường vì Gru che mất nên đâm sầm vào một tòa nhà trước mặt. Từ trong đống đổ nát, Lehman bước ra với vẻ mặt đầy tự hào vì đã thành công biến cậu nhóc thành gián, bị tẩy não đứa bé trở thành tay sai của Lehman. Valentina lái con rắn tấn công Gru, mà thế quái nào lại tự tay bóp mình nên bị rơi xuống hố. Lehman và Gru đánh nhau trên một thanh sắt, nhưng với Lehman thì Gru không có tuổi, hắn liền cắt đứt thanh sắt rồi bay đi. Gru thấy vậy lấy đà nhảy lên bám vào chân hắn và bị hắn lôi lên trên cánh tay cần cẩu. Hắn đá vào mặt Gru khiến anh mất đà, may mắn bám vào được thanh sắt. Trước ngàn cân treo sợi tóc, Gru chỉ nói rằng nhóc tì đừng sợ nhé, bố yêu con. Lehman liên tục giẫm lên tay Gru. Một vài câu nói xuất phát từ tình yêu thương của bố làm nhóc Gru đã thức tỉnh, quay sang cắn vào tai của Lehman. Sau đó là một đống chiêu thức cùng với một cú tát trời giáng của Gru khiến Lehman rơi một cách nhẹ nhàng xuống bên dưới. Lúc này đám Minions mới mang theo đồng bọn đến nơi hành cho Lehman một trận nhừ đòn. Lucy cùng mọi người cũng lái xe đến nơi, Gru đoàn tụ với gia đình. Tiến sĩ Morfario đến giúp nhóc Gru trở lại bình thường. Một thời gian sau, Gru đến thăm và nói chuyện với Lehman trong tù. Anh hy vọng có thể chuyện cũ mình bỏ qua với Lehman. Gru vào tù hát với Lehman bài hát năm xưa anh đã trộm của Lehman, trình diễn một mình. Chỗ nào vui sao mà thiếu Minions được, cả đám lẻn vào vui chơi với chủ nhân. Những kẻ ác nhân trước đây cũng ở trong tù này góp vui. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.